Những ai làm nhà hướng Tây trong năm 2024 nên lưu ý đến những việc này. Đầu tiên là thời gian động thổ. Tuổi hợp làm nhà. Cúng động thổ ra sao? Chào các bạn trở lại. Người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Phong thủy có thể giúp cho ngôi nhà thêm sinh khí, để an ổn, làm ăn phát đạt. Được như thế do chính phước đức nhân duyên của gia chủ. Hướng Tây có sao ngũ hoàng đại sát hành thổ, sao kém đại hung tinh vào năm 2024 này. Sao này nên tĩnh không nên động, vì vậy kiêng kỵ động thổ tại hướng Tây trong năm 2024. Nếu nhà bạn hướng Tây làm thế nào để hóa giải? 2024 năm Giáp Thìn. Theo cửu cung phi tinh, hướng Đông có sao Nhất Bạch hành thủy, tại Tây Nam có cửu tử đương lệnh. Hướng Đông và Tây Nam là hai hướng tốt trong năm này. Ngược lại, hướng có hung tinh là hướng Đông Nam và hướng Tây. Đông Nam có sao Nhị Hắc và hướng Tây có sao Ngũ Hoàng. Kém nhất vẫn là hướng Đông Nam, vừa có hung tinh Nhị Hắc vừa phạm Thái Tuế. Vì Đông Nam có ba sơn Thìn Tốn Tỵ, tức là năm Thìn và năm Tỵ phạm Thái Tuế, hạn chế động thổ. Những ai làm nhà hướng Tây trong năm 2024 nên lưu ý đến những việc này. Đầu tiên là thời gian động thổ. Chọn ngày tháng năm lành động thổ như thế nào? Tuổi hợp làm nhà. Cúng động thổ ra sao? Và tâm tánh gia chủ. Xét theo huyền không phi tinh trong vận chính, nhà hướng Tây có 4 quẻ, 2 quẻ vượng sơn, 2 quẻ vượng hướng. Vượng sơn tốt về sức khỏe, nhân đinh, tức là con người. Vượng hướng tốt về công danh, tài lộc. Mời các bạn xem chi tiết trong kênh hoặc bài viết trên website. Thế giới bước vào vận chính, tính từ 2024 đến 2043. Cửu tử hành hỏa là sao may mắn, số 9 cũng đại diện cho may mắn. Những ngành nghề hành hỏa có nhiều cơ hội phát triển, ví dụ công nghệ, điện ảnh, nghề hàng á. Cửu cung phi tinh 2024. Hướng Tây và Đông Nam có hai hung tinh, Ngũ Hoàng và Nhị Hắc, kiêng kỵ động thổ, thích tĩnh không thích động. Nhà hướng Tây nếu đủ điều kiện khởi công nên xét thêm những yếu tố khác. Đừng vì hướng này năm này kỵ mà không làm. Còn tùy thuộc vào phước đức nhân duyên mỗi người. Nói về Ngũ Hoàng đại sát là sao kém đại hung tinh. Sao này nên tĩnh không nên động, kiêng kỵ động thổ trong năm 2024. Nếu tuổi gia chủ hoặc sinh thần bát tự không kỵ, giấy tờ pháp lý đã được đầy đủ, được cả sự đồng thuận của những người nhà, được những việc này có thể cân nhắc chọn ngày lành tháng tốt để động thổ. Việc chọn ngày lành, nhiều người thường mắc phải tâm lý quá lo lắng, năm hạn, năm tuổi, xin chư vị đừng quá lo lắng. Trừ trường hợp có quá nhiều yếu tố bất lợi, chư vị mới nên cân nhắc lại. Ví như hướng nhà kém, năm kém, tuổi kỵ, những người trong nhà không thuận ý, vướng mắc pháp lý. Cách chọn thời gian khởi công động thổ tốt cho nhà hướng Tây trong năm 2024 như thế nào? Trước tiên nên hợp với tọa. Tọa là cuối ngôi nhà. Nhà Tây tọa là Đông, Đông có ba sơn Giáp, Mão, Ất. Chọn tam hợp với ba sơn này. Ví dụ nhà chính Tây là cung Dậu, tọa là hướng Mão. Tam hợp với Mão ta có Hợi, Mùi hoặc Dần, Thìn. Ta loại Thìn ra, còn lại Hợi, Mùi, Dần là những ngày tháng năm tốt với mảnh đất này. Hợi, Mùi, Dần không nên xung khắc với mệnh của gia chủ, nếu hợp thì càng tốt. Vì vậy, các tháng tốt với nhà hướng Tây năm 2024 rơi vào các tháng 1, 2, 6 hoặc là 7, 8 âm lịch. Nếu các bạn ngại tháng 7 có thể bỏ qua. Tóm lại, các tháng khởi công tốt cho nhà hướng Tây vào các tháng 1, 2, 6, 7, 8 âm lịch. Ngược lại, không nên chọn các tháng có từ trường kém với ngôi nhà hướng Tây trong năm 2024 là tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 12. Xét theo tuổi, trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi hợp ta có Dần, Mão, Thân, Tý. Tuổi phạm Thái Tuế, xung khắc ta có Thìn và Tuất. Hại phá hình ta có Mão, Sửu, Thìn. Xét theo bát tự tứ trụ, mệnh thiếu mộc sinh mùa thu sẽ tốt trong năm này.
Những ai sinh mệnh ngày Ất hoặc Tân năm này sẽ có chính tài. Chính tài là tài lộc chính thức. Lưu ý khi mượn tuổi cúng, các bạn nên mời người có tâm tánh tốt, tâm thiện lành, người có tâm lượng rộng lớn. Tâm lượng lớn, phước sẽ lớn. Không nên vì người hợp tuổi mà tâm lượng nhỏ, không nên như thế. Hoặc là khi được mời được thầy, mời được người có chân thiện, ta nương vào từ trường lành của họ. Tuổi hợp, tuổi kỵ chỉ là một yếu tố nhỏ. Chọn được thời gian động thổ. Xem tuổi hợp hay mời được người cúng, chúng ta có nhiều cơ hội thuận lợi để khởi công động thổ. Việc quan trọng tiếp theo là lưu ý đến cúng kiến động thổ. Cúng ngày động thổ và cúng ngày nhập trạch là hai đề mục quan trọng. Chi tiết cúng kiến mời các bạn xem ở website. Cúng gì, cúng cho ai, tâm thái ra sao, cứng như thế nào. Cúng là cung cấp dưỡng nuôi. Tùy đề mục cúng như thế nào, chư vị nên tìm hiểu cúng xính lễ gì, cúng cho ai, tâm khấn bái như thế nào cho đúng lễ. Tuy nhiên, tâm thành việc sẽ ứng. Cúng động thổ là khai báo với thổ thần thổ địa, khai báo với những vị khuất mặt khuất mài ở nơi này, khai báo với những vị cai quản mảnh đất và cả những sinh linh nơi này. Nên có hành động khai báo với những sinh linh nơi này. Ví như ta xây nhà, ta xin chính quyền, đó là phần dương. Chư vị nên lưu tâm đến phần âm. Thông thường trước ngày khởi công từ 3 đến 7 ngày nên có một buổi xin những sinh linh nơi này. Xin họ hãy dời đi. Báo trước để họ dời, vì khi ta động thổ ta sẽ vô tình sát hại bao sinh linh ở đây, không khéo sẽ gây oán. Xính lễ nên chay giúp thanh tịnh, không nên sát sanh. Đừng vì tế lễ thần mà lại sát sanh, phước không thêm mà tội thêm dày. Xính lễ cho người cõi bên kia là một chuyện, tâm chư vị thành kính là nhất. Người tâm lượng lớn, phước sẽ lớn. Tâm chân thành, xính lễ không sát sanh là người hiểu đạo, dù vậy cúng ít sẽ được nhiều, giúp cho buổi đầu khởi công thêm thuận lợi, việc còn lại do vận khí mỗi người. Người hiểu đạo khéo tu ba nghiệp thân miệng ý, tin và tính vào thiên địa quỷ thần, sống nơi nào cũng được gia hộ, mảnh đất sẽ trở thành mảnh đất phước. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.